Lê Trần xin chào tất cả anh chị em nha. Bữa nay nóng hổi vừa thổi vừa la nữa nha anh chị em. Khóc một cuộc tình nha. Người đã bỏ ta đi lấy chồng, ta hỏi lòng mình có buồn không? Không buồn sao ta lại khóc, không buồn sao lại đau thương, không buồn sao từng đêm say mềm. Đời đã không cần chắc, không cần thêm, rồi đây từng đêm họ dám không đèn. Ta đi tìm đôi mắt ấy, đi tìm lại làn tóc mây, tưởng như em vẫn còn đây. Thôi uống thêm một ly để cho với sầu ý ám, quên người phù gãy tình ta. Tháng ngày kia có vui phai, hay quên là để nhớ nhiều, quan hệ một mối tình đau. Người đã bỏ ta đi lấy chồng, ta hỏi còn chi nữa mà trông. Chim trời cao bay về núi, hay từ những thắm thương mong, ôm một kiếp đời lòng đông. Cái này là thôi, hơi hám gì đâu mà la quá. Ok ha, sẵn đây hỏi tất cả cho em lần nữa nghe, với anh Đăng Nguyên nghe. How are you? Anh Nguyên có nhiều đối thủ rồi đó nghe. Ở dưới First Smoke California đó nghe. Nhiều đối thủ à. Nó dẫn chơi nghe anh Nguyên. Chứ anh là người professional. Thôi uống thêm một ly để cho với sầu dĩ dàng, quên người phù gãy tình ta. Tháng ngày kia có thôi phai, hay quên là để nhớ nhiều, quan hệ một mối tình đau. Người đã bỏ ta đi lấy chồng, ta hỏi lòng còn khi nữa mà trông. Chim trời cao bay về núi, từ dịch thấm thương mong, ôm một kiếp đời lòng đông. Chim trời cao bay về núi, hay từ dịch thấm thương mong, ôm một kiếp đời lòng đông. Oh, quá rồi, hết hơi em ơi. Thôi, thank you anh Trọng Hiếu nha. Nghe nhạc hay quá. Good bye.